Đây gà lước này anh em. Đó. Chào toàn thể các anh em nhé. Đấy, hai anh em đang ra bàn gà lước đi gỡ đây nhỉ. Lưới thì lạt lắm rồi. Mà thời tiết nó lạnh. Đấy, sáng ra bắt đầu mới ra thăm được con nào được. Đây. Đây gà lước đây, hai con. Hai con chỗ này anh em. Nhiều phết đấy. Đây, cuốn tít này. Ở đây sử dụng đánh bằng cái lưới mắt 4/8 anh em. Đấy, sợi 13 đấy. Dòng này đánh gà lước chằng nghịch. Có đứa chằng nghịch thì sẽ đéo. Đứa cá chằng nghịch ở đây. Đây gà lước này anh em. Đó. Thì về cái bộ đồ đánh ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái lưới 7 lưới 6 phân và cái lưới 4/8 là đánh được anh ạ. Con gà lước này vào lưới nó cũng không phá đâu. Đấy, và đánh thì đây cứ tận dụng cái lưới đánh con mắt đỏ mắt xéo chằng địch ở trong cái thời điểm mùa di cư chính vụ ấy, thì bây giờ đến con gà lước thì cứ bỏ ra phang thôi nha. Xẹp quạt. Đấy, con bộ đồ đánh này thì bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em nhé. Này em tư vấn cho. Một là các bác dùng lưới 6 phân, hai là các bác dùng lưới 4/8 đánh tổng hợp những loại chim nhỏ ấy. Đấy, được ba cháu. Ở góc kia thì thấy dính một con ở trên treo lưới cao rồi. Con này thường thường nó đi tầm thấp. Nào mắc ở dưới giềng dưới. Đây không đi soi được anh em, lạnh lắm. Đánh cứ vứt đấy thôi, được thì được. Còn đi soi thì ví dụ được 3 con này, soi kiểu gì cũng được 5-6 con. Đấy, con gà lước thì bây giờ nó gọi là đang chính vụ mùa di cư. Thì các bác cần đồ đánh thì cần tư vấn thì cứ liên hệ. Thế còn lưới thì có hai mẫu lưới để sử dụng đánh con này, lưới 6 và lưới mắt 4/8 anh ạ. Đây gà lướt đây. Lạnh lắm nhỉ. Lạnh lắm. Con này từ ngoài vào theo tiếng vào đây này. Đấy, lưới 4/8 đóng rất là sâu, không ra được. Con này nó không phá lưới nhẹ thì anh em có thể là sử dụng lưới 4/8 anh em đánh cũng được. Đấy thì mua lưới số điện thoại đặt hàng thì anh em liên hệ vào cái số điện thoại góc màn hình video ấy. Đấy, còn nó cứ quay tròn và đánh thôi. Còn nhờ anh em đánh được nhiều ấy, thì anh em đánh riêng một bàn và lắp chuông làm lều ấy. Và phát anh em bắt hoặc là thấy chim về anh em đi soi thì được nhiều. 30.000 một con anh ạ. Ba con này được 9 chục rồi. Ở nhà thì được mấy con vàng, mấy con trích. Ồ, gỡ non thế nhỉ. Thuốc bạn hùng. Yeah, sáng sớm xương giá. Càng kiểu lắng này nó càng ra xương á anh ạ. Đấy, còn về loa đài đánh thì nó đơn giản thôi. Nó gồm đôi loa check kèn. Anh em có tiền thì anh em đánh một toa một check cũng được. Ôi giời ơi. Đây, một âm ly. Âm ly thì chúng ta sử dụng con âm ly 263. Đối với dòng này thì nó chạy bình được, chạy điện lưới được anh ạ. Đấy thì nó hợp lý để anh em đánh. Đấy, còn càng lạnh này thì con gà ấn này nó đi càng mạnh này. Đấy, con gà ấn đi thì cũng báo hiệu cho nhiều loại chim di cư là nó sẽ hết. Ví dụ như là con rẽ này, con te này. Đó, con vạc thì túc tắc được thời gian nữa. Đấy, mắt đỏ, mắt xéo, chằng nghịch. Bác nào cần đầm thì mắt đỏ, mắt xéo, chằng nghịch vẫn đánh bình thường. Đi rút đi bạn đây. Đấy thì buổi đi thăm bẫy gà lực Ấn Độ ấy thì quay cho anh em xem đấy. Thì bác nào cần đồ đánh thì liên hệ cho em nhé. Số điện thoại để ở góc màn hình video. Bây giờ chào các bác đấy.